kênh Sung Nông TV. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Rau sạch đang là vấn đề được rất nhiều chị em nội trợ quan tâm. Và nhiều chị em đã tự trồng cho mình những giàn rau sạch nhằm cung cấp cho gia đình những nguồn thực phẩm sạch. Tuy nhiên, những vùng rau sạch này cũng như những vùng rau trong các nhà màng, nhà kính, nhà lưới vẫn bị một số loại côn trùng gây hại và quấy phá. Và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho những loại rau này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Do đó, Sung Nông sẽ giới thiệu cho các bạn một loại keo bẫy côn trùng rất hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Xin giới thiệu cùng với các bạn, đây chính là keo bẫy côn trùng. Loại keo bẫy côn trùng này sẽ được phủ hai lớp keo dính dày ở hai mặt nhằm mục đích đó là bám chắc các loại côn trùng bay. Và để bảo vệ lớp keo này thì sẽ có một lớp giấy ở bên ngoài. Lớp giấy này giúp chúng ta dễ dàng giăng bẫy và giúp keo sẽ không bám dính vào nhau. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ việc mở hai lớp giấy bên ngoài, dán hoặc treo ở những nơi mà chúng ta muốn. Và loại keo bẫy côn trùng này có thể chịu được nắng, mưa và nước tưới, do đó thời gian sử dụng có thể lên đến từ 4 cho đến 6 tháng. Như các bạn thấy thì keo bẫy côn trùng này dính rất hiệu quả đối với nhiều loại côn trùng khác nhau như là bọ phấn, rầy xanh, rầy lưng trắng, rầy nâu, bọ nhảy hay bướm trắng, rùa vàng và cả ong cũng bẫy được, và một số loại bọ trĩ và sâu vẽ bùa. Khi chúng ta sử dụng bẫy côn trùng này thì có thể đo được số lượng côn trùng trong nhà vườn, tìm được biện pháp xử lý phù hợp nhất, đúng cách nhất để tránh gây thiệt hại, kịp thời bảo vệ mùa màng. Và đối với trong nhà kính, nhà màng và nhà lưới, khi sử dụng bẫy côn trùng này thì đây cũng coi như là tấm lá chắn cuối cùng cho việc nói không với các thuốc trừ sâu. Và loại keo bẫy côn trùng này sử dụng rất dễ dàng, các bạn chỉ cần căng thẳng ở một góc vườn hoặc là treo lơ lửng để thu hút các loại côn trùng gây hại, bởi vì các loại côn trùng này rất thích màu vàng. Với loại keo dán côn trùng vừa tiết kiệm vừa tiện lợi này thì bà con nông dân mình có thể bảo vệ vườn rau của mình tránh khỏi các loại côn trùng gây hại mà không cần phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, giúp cho rau màu của các bạn trở nên an toàn hơn. Và nếu như bà con nông dân có nhu cầu hoặc có thắc mắc về loại keo bẫy côn trùng này, hãy liên hệ ngay về số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn. Sung Nông xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân trong những video clip tiếp theo.